Sau đây là một buổi kiện cáo về một bài 15 phút môn ní. Đã đến đấy đấy, học sinh Tú Lì đã lên kiện bậc cô Lý. Ôi giời ơi, học sinh đàn áp cô Lý kìa. Thế là hôm nay hai tiết Lý chúng ta được trống nhé. Đây là bạn Chí Tài, bạn ấy vừa kiện vừa ngậm kẹo. Đây là bạn Bích Vân hỏi tớ quay lén gì đấy, thấy chưa, kiện không được về bực mình thế đấy. Mày đúng có 2 câu à? Tớ đúng 3 câu. Trời ơi, thế là tớ đúng chỉ có 2 câu thôi. 28 hết rồi kìa ông nào ơi. Rồi lên đi rồi kiện giùm tớ. Trời ơi, có 28 có ai đánh đúng rồi kiện là mẹ gì nữa. Hỏi kiện đi mẹ. Trời ơi, khổ mẹ ghê. Vậy là chấm sao vậy? Mày đang kỳ cục quá à? Ngưng đi. Rồi tớ ngưng nhé.